mà hút ha, ngồi về ha, ngồi kế chồng uống mà hút ha. Ủa, nó bưng cá về, ông gì biết xe ông chở về nhà nó bưng cá từ từ đây lên nào. Mà không. 20 kg, mấy chục ký vậy? Mà không. 30 kg xong mệt. Cái nào 30 kg? Bịch cá nó nhiêu ký? Hai bịch có 10 thì 20 kg rồi. Nó nặng quá vậy? Ừ, nghĩ nó phải nặng chứ sao, cá không nặng. Bưng lòi. Cá tươi. Kiểu lớp lớp là bưng bánh rất là trung thu. Sao tôi nghe em cá tươi. Ông với xe phát ông chạy tới nhà ông quăng xuống nhà ông sướng như tiên vậy. Khỏe không? Sống khỏe. Tại vì đi lấy hàng giùm đi. Hả? Mai đi lấy hàng giùm đi. Alo à, đứa đành nè. Mai đi lấy đây. Ừ, mình đi. Ý như giống là có FH điện chảnh gì đó. Nghe bắt chở bao nhiêu được nhiều mấy chục ký cũng được chơi xe sình chạy yếu lắm có 10 ký 10 ký sao chở nổi hả? Ừ. Trời ơi ông sướng nhất vô cùng á thì á tôi là sáng nó bưng ra thì bưng vô. Ủa sao mà sao ngộ ghê vậy, ăn chay mà đi ra đánh môi son là sao đang sai mà đang gái con gì làm nhân danh nó biết tôi là vợ nó rồi không có nghe ủ nha má có nghe bé heo hay vợ tôi á. Đâu có nó bé heo hoài trời ơi. Giang ơi giờ này cho em nợ bỏ ra đi. Khi con vừa lên hai rồi thì anh vẫn còn tha thiết yêu chàng. Từng tháng từng ngày không chung chung lối. Trang cho em nợ bỏ ra đi vậy Trang. Anh đâu đó là tình xưa Trang. Trời ơi, chưa đúng tình. Tình xưa nghĩa khổ không ngủ mà đến. Trời ơi, nghe không? Tình xưa nghĩa khổ không ngủ mà đến. Hồi nãy chụp lại bà nội. Rồi chụp lại. Rồi chụp lại bà hỏa hồng nha. Đi. Đi dài làm gì? Biết không? Biết không? Đúng hả? Anh, bà Trang, bà đó không có xe, bà đăng ký trước rồi sao vậy? Trang, em ơi, ý là anh chở em đi hả? Anh chở em chứ. Bà đã đăng ký trước em rồi. Sao không gặp ABL gì? ABL gì? Bà đăng ký trước em rồi sao? Ngày mai ảnh đó, ngày mai bà ở nhà mà anh chở em chứ không nữa. Tại vì bà chạy xe chậm, bà nói anh chở thì bà đi. Còn anh chở là bà ở nhà. Thôi bà ở nhà đi cho ổng chở tôi đi. Bà cũng hán kỳ cục quá à. Rồi ok anh chở bà em. Bà ở nhà đi, bà đi mệt lắm. Để ổng chở tôi được rồi. Bà cũng phải đi lắm hả? Có, anh chở em. Ờ, trước chiều gặp. Ờ chiều gặp chiều kiện ngồi cho ok anh chở em ok không ờ lấy gặp cho nói chuyện ok ờ chúc đi chúc gặp ờ bánh sầu riêng nha ô tết trương ngọt uống nước đi sao nó dài thì tiền uống vậy nước cam rồi cho nước cam rồi. Nó nghe nè. Mà bây giờ bà đã đăng ký trước rồi, bây giờ anh không lẽ giờ anh hồi lại kèo này anh nói hai lời nữa hả? Con em hôm nay em mới có nói kêu anh chở đi à. Bà tôi nói là bà ngày nay bà ở nhà, anh đi với tôi. Ông làm gì ông lao vào vậy trời. Anh đợi em hả? Ngày mai em qua nhà tôi, ông chở tôi đi giao hàng, hàng nhiều lắm ông. Ôi anh không có chở. Nghe nè, hàng quá nhiều lắm má chở không kịp đâu má mắc bực. Tôi má bự con dữ như cái cẳng nó bự quá trời đi đâu nữa. Vô gì hiểu của nó vậy á. Bự cẳng dâu như thế nào. Hiểu của nó vậy nó không bự cẳng chở. Cẳng cẳng bự như dâu gì á. Nè, ta đâu bự thì nó. Nè, anh đo đứa coi em với anh đo. Danh nó thích cẳng bự, nó không có thích cẳng nhỏ. Nhưng ok. Nó thích đâu kìa, chở chị Trang, bà ghen hay cái gì. Gu anh là vậy đó. Gu anh là vậy đó. Em phải bà đâu có được đẹp đâu, danh nó đâu có thèm chở bà. 7 giờ rưỡi anh qua bên nhà. 7 giờ qua nhà em uống cà phê đi. Ok là 8 giờ anh lấy xe chở em. Chứ xe em giờ yếu quá. Anh đi sành nữa nhà yếu. Thôi anh lỡ hứa anh lớn anh nói chuyện gì. Anh chán đi. Từ đây đến tháng 11 hai em đổi xe à. Đổi xe là chuyện của em. Có thiệt không? Em đổi giờ 7 chỗ. Đi xe sinh rồi. Em đổi giờ 7 chỗ. Đâu được đâu. Em đổi bây giờ 7 chỗ anh không muốn mê. Em thắc hay gì? Hả? Ý hả? Em thắc mò được không? Ủa sao bữa em nói với anh là em để dành 200 mấy mua ấy mà sao giờ em xuống nhanh vậy? Ý ẹ con đó. Anh dành á, anh dành em có những cái nhìn kia con đẹp, nhìn vớt là đẹp. Em dành anh con mì dài. Em cứ nhìn trộm anh lắm rồi nó đẹp chứ bộ. Đồ đi trộm nhìn nhau. Xem Trang có cẳng bự bây giờ nó nhỏ chưa? Nhỏ rồi, nó nhỏ rồi anh ơi. Cẳng có bự vậy anh? Bạn gái nước tôi hết vậy, gu em gì đâu mà lùng chân ngắn anh mà đàn bà gì chân gì xấu quất vậy anh Giang. Nhiều khi em có nói đàn bà có râu
chạy bộ đàn bà không ai mà có gâu hết trơn má. Con nè gâu trắng. Thôi thôi. Đàn bà gì mà già trắng lên 50 tuổi hả? Con đen gì? Làm nhục đi đi. Cái gì? Có thiệt nào em về em đưa cái bán mặt em cho người ta xem coi. Nè gâu quá nè. Ừ, đàn bà gì cục cơ má. Chút nó mới cạo. Chiều nó cạo. Thứ nhất là đàn bà có gâu là thấy... Sao cái chồng cho môi thăm cái gì trời. Thôi thôi chết mẹ ơi. Bú gì? Không có gì. Môi thăm cái gì trời. Ông má mới cầm sữa nhà đi má, cầm một khẩu đi má, nuôi ổng đi má. Chứ cờ đó, cái cờ sữa hồng của má, má cũng mê, mê ổng lắm. Anh sắp chơi sữa, anh đóng phòng trọ, anh chưa có tiền à. Hôm nay mượn tay luôn nè. Bây giờ mới nói đây, đứa nào ai thể hiện đi. Đứa nào thể hiện đi. Quay qua kia đi em qua mà. Thể hiện đi. Tiếng gì cười vậy? Mày thả bử. Em ơi, anh không phải anh bảo vệ đâu, anh là đòi trắng trợn luôn chứ không có đi bảo vệ nè. Thôi mà anh biết gì này à, anh ngồi tay rồi. Anh đóng nhẹ lắm, anh có chiều bưởi à. Hôm kia hai chiều anh có chiều bưởi à. Em nói hết nổi em giờ chưa biết lắc đầu nữa. Bây giờ làm sao? Sao? Ủa mời em uống, em không muốn uống phạt hay gì? Đi phạt đi mời em cũng uống chứ mấy. Em chịu đâu. Cho gì? Cho gì đi? Không. Không hề. Dễ tử với Trang nè, người nào nè nào đó nè, sáng nè mà chở quá biết rồi em sáng chở em thì em ối từ nhà chiều gửi ra đi. Ừ. Còn không Trang ối ra thì anh chở Trang vậy thôi, ai bỏ tiền á anh chở người đó đó. Ok ok là ok rồi, đưa anh chịu gửi cho người ta chứng minh đem thì ngày mai đi. Nói lên mùi tay rồi móc dây à, hay móc dây em được hay gì thôi móc dây là anh chỉ tải em đâu có, em đâu bốc dây gì đâu. Mà mai có đưa anh đóng không? Có, ngày mai em bốc dây dài, dây ngắn gì đó rồi vì em. Nghĩ tử sao? Nghĩ tử sao? Cười. Cười khóc đâu? Cười khóc, ta đàn ông mà. Đó nhà mà em. Em cười hay khóc vậy? Bé. Cười hay khóc hả? Anh Giang, anh đừng búng vô lửa tay em đâu. Tôi dứt nó bông cái. Điên. Tao để đứng. Trời ơi, tao để đến nhà vậy thì có bớt kèn nữa. Chúng ta Hoàng Hương nhìn bớt kèm mà gì tin. Rồi ổng cột là bây giờ ai? Bỏ tiền ra nó nha. Ai là đóng? Tin. Anh bớt con bạch tuộc kêu. Tin. Rồi thấy ta hạnh phúc gì vậy? Rồi ngày mai nó chốt nha. Em dở Trang á. Em đứng em vào Trang thì lúc bà giờ mày mặc lòng. Trong hình bà giờ mà ông thì nãy mình già. Trời đất ơi, chị mới có 17 tuổi em ra không á. Già hay trẻ không quan trọng, ta đi không quan việc của bác. Đúng, okay. Chính xác. Dành nó nói câu này đúng. Trang, trên 18 tuổi là người ta thì bây giờ danh nó có lấy bà già hay gì là cũng là hợp pháp hết đó, không có gì cũng lấy bình thường chứ mấy 40 mấy 50 danh cứ ăn đi bà Trang bả già hơn em nhưng mà ok bả có kỹ thuật cá nhân cao hơn cẳng bả bự hơn em nè. Em nói danh danh biết nè, em uống bia đúng không? Em qua khỏi tuổi uống bia luôn chị em qua kìa, khúc này nè, khúc này nè, khúc trả tiền cơm nè đó. 178 ngàn à. Chỉ cái bà gà đó qua quay ra đó đi. 178 ngàn kìa. Bóc số. Ờ mà. Bóc số mà. Quyển mới bóc số. Bóc số gì bóc số. Chồng giá tiền hả? Nếu mà trả tiền trời mưa lớn lắm mà. Tao đang nói mày. Mưa luôn kìa. Quyển như tiền vậy. Á ngồi vô hả? Gọi nước cam rồi mà, thấy mà bà. Gọi đi rồi. Gọi đưa rồi. Gọi hạnh phúc quá gì trời. Tôi đi đi đây. Đi má nhìn tức chết luôn đó trời. Má tức chết luôn. Chồng nó gu mặn ghê hả trời. Má ghen đỏ mặt luôn. Ủa chị em nói chị sao? Cái mặt của chị nó bị một cái bớt đỏ này hả? Mà u mà sao? Cái gì vậy trời? Con này cho nó vô viên á. Nó dễ vô ngay.
Trang ơi, thể hiện đi Trang. Mình thể hiện tình yêu đi. Hồn ảnh cái đây mới tin. Quá chuyện tự chết luôn. Nó đi học để cho nó chú tâm nó học công việc của nó đi xong luôn. Để nó không nó nghĩ em này. Má thấy tà. Mùi không? Mùi. Nó đi đến mùi chết. Canh tị. Ở lúc cô Mai chở Trang hả? Chở Trang. Rồi điện tử điên mình hả? Tử đi với ai đó đi, tử đâu có qua. Sớm vậy. Nói trước rồi nha, Mai mà ai không đi á là khỏi lên lương nha. Dừng đó. Ủa? Em đưa tôi chữ gửi đi. Bên này đưa tôi chữ gửi rồi em đưa chữ gửi đi em nói chuyện. Đấu giá đi. Giờ đây chữ gửi đây em 2 triệu thì em có quyền nói chuyện. Hát nữa mà sao? Biết cái này là cái gì không? Tiếng Anh hội. Dẫu thì hai cái hai người đại luôn. Nói liền nó lẹ nó không kịp. Nhanh. Em nói vậy. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Má là mất dưới trời. Tao hôn nhau. Tao hôn dưới má. Con mới dài mà cũng hôn mặt nó cũng chịu rồi. Thì đang gái tao bây giờ nhõng nhẽo vậy. Chị ơi chị. Chị ơi. Chị em hỏi chị nha. Cái mặt chị nhìn nó sẽ chịu. Này sao liếu cục của tao vậy má. Chị nằm dưới dưới quá. Thế mọi người bình luận giùm em á, Tiểu Yến Tử với Danh xứng hơn hay là Tiểu Yến Tử với Trang xứng hơn? Rồi, cho trả lời. Ai xứng hơn? Danh với Tiểu Yến Tử hoặc là Danh với chị Trang ai xứng hơn? Danh với Danh xứng hơn. Đó, thấy chưa? Một em ngạc ba lần. Dù vô chồng tôi cỡ nào tôi vẫn thương chồng tôi. Chị nghe nói thì dù vô chồng tôi cỡ nào tôi thương chồng tôi. Em má còn cái bên đi. Má ơi con rể má nó lột xộn quá. Anh đâu có lăn lòn quá trời mang này mốt con đi ăn. Bé heo là vợ lớn. Bé heo ăn thua mẹ chấp nhận hay không có điều đó. Với mẹ chấp nhận cho con bé heo nó. Ý là mẹ không chấp nhận để cho mẹ hả? Để cho mẹ hưởng hay gì? Con ơi con coi clip này nha. Mẹ nói con rồi. Mẹ là mẹ của con. Danh không có gì với nhà con. Nghe con, cái sự sướng vô khổ con chịu cái nào? Dĩ nhiên là vợ tôi phải chịu sướng khổ rồi. Không. Cho dù ăn cơm với muối nó cũng sống chung với tôi sao? Điện tử hùng ảnh cái đi, để em coi nãy giờ chị Trang hùng ảnh hoài luôn à. Trời ơi, giống cầu thủ đá banh quá vậy má ơi. Đã dò lên cái rồi, C rồi, đã dò lên cái rồi. Cắt quốc rồi, đã dò rồi. Trời ơi. Đá gì đó hả? Ủa bữa nay con bà khỏi đốt giả ra hả? Ừ. Bà dở đó mà lên đây. Trời ơi má. Không có hối đâu. Hối. Bà dở lên đây, bà dở lên đây. Hai chồng lại cầm lúa tay. Cầm lúa tay. Cầm lúa tay. Cầm lúa tay. Ủa dưới đổ đâu có ai vậy? Mua đâu để không ngoài đó. Cái này bán nè. Viên quần. Cái đâu có mặt. Anh dớ, chị dớ. Cái này là nửa đường vận chuyển. Trời ơi, em mặc cái gì trời. Về màu đỏ. Đậm màu đen. Tiến tử mặt này đang đỏ. Cho Tiến tử mượn cái cặp vớ ra đây. Tiến tử lấy không? Nó cho kìa. Mua đâu kìa chị đi. Chị Vy Phương Trinh á, Chị Vy Phương Trinh á là một tầng kiền á. Sao gì bụt. Mày có bụi. Linh Đa Trang lại đó. Em đâu đâu em. Em dở dắt con cái tóc trắng cho em đẹp không mà. Em dở. Em dở. Thôi mưa, mẹ ơi, về. Về nha mọi người, nếp vô vậy. Thôi mưa, ổng chụp vô anh ngắm. Ờ, về lấy áo mưa Trần đi. Rồi Diễm My chào mọi người cái đi Diễm My. Rồi giờ đi đâu đây? Rồi đi lãnh xuống
Rồi đi về đi má. Hôm nay Hoàng Thượng không muốn đóng phim với má nữa kìa má. Thôi má ơi, nữ vô đóng phim nữa má. Má ổng lúc nữa rồi nhé.